con đệ đồ cũng tỉnh thầy cùng con đệ đồ đàn đồng thời bên việc Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là Vía Thượng Nguân, cái rằm đầu tiên trong một năm. Toàn thể quý Phật tử xa gần trở về đây tham dự đông đủ. Trước hết thay lời cho đại chúng tại chùa Long Khánh, xin chân thành gửi đến các vị những lời cầu chúc tốt đẹp và chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự ký tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi với các vị gặp nhau trong pháp hội này, thì nhân cái dịp đầu xuân, thì chúng tôi suy nghĩ một đề tài mà nó cũng gần gần với cái tâm niệm của các vị đó. Nó gần gần với những gì mà đầu năm chúng ta đã từng làm đó. Ở đây đầu năm ai có đi coi bói không? Đưa tay lên coi. Có ai đi coi bói không? Đưa tay lên đây. Thầy biết nhiều lắm mà không dám đưa tay không? Ở đây có ai trung thành với các cái thầy bói không? Ai đi chấm tử vi rồi đầu năm rồi đâu? Xin xăm bói quẻ rồi. Xin thưa các vị, đó là một nền văn hóa thôi. Tôi không bao giờ chỉ trích hay là xem thường bài bác việc này. Nếu các vị đi làm với tính cách là đầu năm giải trí cho vui thì hoàn toàn là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái điều đó đó để gọi là hên xui đau khổ buồn vui với cái đó đó thì tôi thấy nó không thiết thực. Xin thưa các vị, cách đây 10 năm tôi có một đứa đệ tử buổi sáng mới qua chùa lễ Phật vui bình thường. Sau khi đi chùa lễ Phật và lén tôi đi qua chùa ông rút xăm. Tôi đâu có biết, tôi tính là mùa thơ xuân thì cứ đi chơi thoải mái thôi đâu gì. Hồi cái đi về cái gặp tôi cái thưa thầy cái khóc hu 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 không biết chuyện gì. Tôi nói ủa tại sao sáng con đi vô đây con vui vẻ lắm mà đi về nhà chút chạy qua làm gì khóc hu hu vậy. Nó nói không phải, sáng giờ con đi qua chùa ông chứ không phải con đi về nhà. Thì thầy hỏi tại sao vậy. Thì nó nói là hồi nãy con đi qua bên cái chỗ rút sâm, con rút nhầm cái sâm là hạ hạ, cho nên là con đau khổ quá, con nghĩ năm nay xui quá rồi thành ra con buồn con khóc. Thì sau đó tôi mới nói chuyện với các vị đó. Vì những cái lý do này cho nên là tôi có cái bài giảng với các vị trong dịp đầu xuân này với cái tựa đề đó là ai làm chủ vận mệnh chúng ta. Đây là đề tài tôi muốn gửi đến các vị trong buổi tối hôm nay. Trước khi nói về vấn đề tài này, thầy xin hỏi các Phật tử, những người trong cũng như bên ngoài hội trường, ai là người làm chủ vận mệnh chúng ta? Đưa tay lên trả lời giùm thầy câu coi. Ai? Hả? Thầy mời anh. Hả? Bản thân ta. Rồi còn ai nữa không? Ủa sao thấy thần thánh gì nhiều lắm mà bữa nay không có ai nghe nói đó hết trơn vậy? Đừng nói vô chùa nói khác nha. Đừng dối lòng nha. Xin thưa với các vị, ở đây thầy phân tích để cho các vị nghe, để hiểu với một người học Phật có một chánh kiến như thế nào. Vận mệnh nó mang cái nghĩa là gì? Vận mệnh nó mang cái nghĩa là số phận của chúng ta, duyên số của chúng ta, duyên phận của chúng ta, tất cả những cái ý nghĩa gì
về cái quyết định đời sống của chúng ta. Tất cả cái đó thầy gọi chung cho nó một cái từ là vận mệnh. Và chúng ta hay có một cái quan niệm chung chung như thế này là vận mệnh này là do một ông thần thánh, một ông thượng đế, một ai đó điều khiển cho số phận cuộc đời của chúng ta nó như thế này và như thế khác. Chính cái quan niệm mà một ai đó có đầy đủ quyền năng, thần linh, phù phép, bùa chú với một lý do gì đó để điều khiển cuộc đời này chúng ta vui, buồn, hạnh phúc hay là bất hạnh gì đó hoàn toàn lệ thuộc vào cái này. Tất cả những cái đó chúng tôi gọi là số mệnh. Ở đây các vị thấy quan niệm đó đối với đạo Phật có đúng hay không? Đối với một nền văn hóa của chúng ta, tôi không phủ nhận gì hết. Tôi không phủ nhận sự thờ cúng, cúng kính các vị về những cái gọi là những thần thánh gì đó. Các vị đầu năm đi chùa hay là đi những nơi nào rút sâm bói quẻ là chuyện bình thường, và tôi cho nó như một cái giải trí đầu năm. Tốt cũng được, mà không tốt cũng chẳng sao. Thì cái quan niệm này nó mới đúng. Đừng phó mặc cho chúng ta với một cái sinh xăm như vậy, để gọi là cái đó nó quyết định cho cuộc đời của chúng ta trong một năm thì tội cho chúng ta lắm. Nếu nó có tính quyết định thì người ta không gọi đó là lá xăm. Ví dụ bây giờ ở trong đời các vị làm gì á, chưa biết ăn thua, các vị làm cầu mai, các vị nói làm sao? Làm gì? Làm sinh xăm, trúng được chẳng được. Thì cái sinh xăm là cái nó như vậy đó, nó không mang tính quyết định cho bất cứ một cái gì về số phận chúng ta, thì chúng ta gọi là xăm. Ở đây chúng ta phải để ý vậy. Ở đây có ai thờ bổn mạng không? Có không? Có ai thờ Quan Công độ mạng không? Có ai thờ bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng không? Có không? Và tất cả những vị khác, ai thờ Tề Thiên Đại Thánh độ mạng gì đó, có không? Tất cả những điều này tôi không phủ nhận. Tôi không cho nó là cái xấu. Nó là một tín ngưỡng, và tín ngưỡng tôn trọng những cái gì cao quý á, tốt thôi. Nhưng mà thiết thực hay là có giá trị như thế nào thì không thể nào chúng ta nghĩ vậy được. Ví dụ ở nước Việt Nam này, tôi không nói ngoài nước Việt Nam, bao nhiêu người thờ được cái gọi là bổn mạng của mình, ông độ mạng, bà độ mạng đó, bao nhiêu người thờ? Các vị cho được khoảng bao nhiêu phần trăm người thờ bà độ mạng, ông độ mạng đâu? Các vị cho tôi một con số đi, phỏng đoán đi. Được 10% người thờ ông độ mạng, bà độ mạng trong cái nước Việt Nam này không? Tôi cho 10% đó, thậm chí cho cao hơn 15%. Ví dụ như vậy, còn lại 85% người còn lại không có thờ ông độ mạng, bà độ mạng. Vậy mấy người đó chết queo chân hả? Các vị phải nhớ cái này. Ví dụ bây giờ chúng ta thờ ông Quan Công độ mạng. Thật ra Quan Công là một người đáng kính, và ở trong truyền thuyết của Phật giáo xem Quan Công như là một vị hộ pháp đã được giác ngộ với một vị thiền sư đó. Thì khi giác ngộ rồi phát nguyện tu hành trở thành hộ pháp Già Lam. Thì ở đây hoàn toàn cái điều đó chúng ta thờ cũng không có gì là gọi là sai. Nhưng mà ở đây tôi muốn phân tích để cho các vị thấy rằng giá trị của mạng số chúng ta. Bây giờ ai ở đây có chấm tử vi rồi, cái mạng của mình như thế nào, bổn mạng, các vị nào mà dám công bố với mọi người về bổn mạng của mình năm nay coi, cho thầy nghe coi. Hả? Tôi là ngày xưa thầy bói, tôi bói tôi làm sao biết không? Đọc các vị nghe, các vị nghe không? Thầy bói gì đó đó, có bói cho tôi 4 câu là cô đọng trong 4 câu thôi. Thầy bói hỏi tôi tuổi gì, tôi nói tôi tuổi Dần. Thì ông nói Dần cỡ nào, thì tôi nói Dần vậy vậy đó. Cái ông nói là Giáp Dần, tôi nói ờ đúng rồi. Thì ông bấm 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 bấm, ông nói tôi 4 câu. Ông nói là sanh ra chữ Giáp có gia điền, danh khỏi lo mà khổ nợ duyên, đêm vắng sầu tràn bên gối mộng, vàng son há chẳng được ưu phiền. Các vị thấy trúng không? Các vị có thấy tôi khóc bên gối mộng chưa? Xin thưa các vị, thì cũng vui, thì tôi cũng để lòng, tôi cũng thuộc tới bây giờ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với các vị một điều, để cho các vị cảm thấy rằng
học Phật phải có chánh kiến. Cái người Việt Nam chúng ta thờ đa thần lắm. Đó là biểu hiện cho cái cá tính riêng của người Việt Nam sống, nhớ và biết ơn. Chúng ta ăn hên làm ra chúng ta cũng nhớ hơn. Chúng ta làm được một ngày mùa tốt chúng ta cũng nhớ ơn. Chúng ta nghĩ thần linh nào đó giúp chúng ta có một ngày mùa tốt, cho nên chúng ta thờ cúng ruộng đất. Chúng ta làm ăn bất cứ cái gì chúng ta đều có thần thánh, tất cả những vị đó chúng ta đều cúng bái cả. Việc làm này tôi xem như các vị là con người có tri ân, nhớ ơn và hiểu được điều đó, là một đức tánh tốt của người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái gì để quyết định cho cuộc đời hạnh phúc và đau khổ của chúng ta? Có những người xem rằng cuộc đời và số phận của chúng ta ở đây là do Thượng Đế định đạt. Thượng Đế quyết định ai như thế nào là người đó như thế nấy. Bởi vậy ăn chén cơm cũng Thượng Đế cho tôi, mặc chiếc áo Thượng Đế cho tôi, cuộc đời này Thượng Đế cho tôi, cái kia Thượng Đế cho tôi. Tôi không biết Thượng Đế có cho không, chứ tôi làm còng lưng tôi mới có chén cơm tôi ăn. Tôi mới làm còng lưng tôi mới có cái áo tôi mặc. Rồi cái những người mà quá đau khổ, cái nói là Thượng Đế trừng phạt. Cái gì cũng nói được hết ha. Có ăn thì nói Thượng Đế ban cho, còn người này không có ăn cái nói Thượng Đế trừng phạt. Vậy bây giờ dân Haiti đang ăn ất, cái nói là Thượng Đế trừng phạt họ. Họ làm tội gì? Thành ra ở đây cái câu nói này nó mang tính cách là Thượng Đế đâu tôi không có biết. Ông sanh ngày tháng nào, mặt mũi ông như thế nào, lịch sử ông như thế nào, hoàn toàn tôi không biết được. Nhưng mà tôi cảm thấy số phận này, sự có mặt của tôi hoàn toàn cha mẹ đẻ ra tôi mà. Trên nguyên tắc tôi thấy hoàn toàn tôi được sinh ra từ cha mẹ mà. Chưa có ông Thượng Đế nào sanh ra tôi cả. Và cuộc sống này tôi có hạnh phúc an lạc nhờ cha mẹ một phần, nhờ bản thân của tôi. Nếu tôi tích cực một điều gì đó, cuộc sống tôi như thế này. Tôi tiêu cực một điều nào đó này, cuộc sống tôi ra thế kia. Ở đây tất cả những cái sự quan niệm để gọi là mạng số này do thần nào đó định đạt, Thượng Đế nào đó định đạt, tất cả những ở đây hoàn toàn từ những tín ngưỡng do chúng ta tưởng tượng mà thôi. Chúng ta tưởng tượng dữ lắm trên cuộc đời này. Cho nên những nhà so sánh tỷ giáo nghiên cứu về tôn giáo học, họ nói một câu mà chúng ta phải nhớ rằng, đó là con người sinh ra Thượng Đế chứ không phải Thượng Đế sinh ra con người. Tất cả những ông Thượng Đế như thế nào, quyền năng như thế nào, đầy đủ sanh sát trong tay thế nào, quyết định hạnh phúc khổ vui con người như thế nào, hoàn toàn do sản phẩm của con người tự nặng ra, của con người tạo ra tôn giáo đó, của con người tạo ra học thuyết đó, tự dựng lên bằng một quá trình lịch sử nào đó. Ở đây hoàn toàn từ con người vẽ vời ra Thượng Đế, chứ không bao giờ là tự ra có một ông Thượng Đế nào như vậy cả. Bản thân ông chỉ quyết định định đoạt được bản thân ông thôi, chắc không định đoạt được số mạng của người khác đâu. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta vẽ vời một cái gì đó quan đường á, chúng ta dễ dễ lắm. Cho nên tôi nhớ hoài một câu chuyện ở trong cổ học Tinh Hoa. Đó là vua nước Sở, một hôm ông đi thăm một cái anh đó là họa sĩ. Khi anh đến thăm rồi, anh hỏi anh họa sĩ: "Này anh vẽ cái gì mà dễ?" Thì ông họa sĩ mới nói là: "Tâu đại vương, tôi vẽ ma quỷ thì dễ. Chứ vậy chứ hỏi vẽ anh vẽ cái gì là khó." Nói: "Tôi vẽ con người nè, trời, cây, mây, nước, chim, núi, đá, tất cả những cái này là khó." Thì lúc đó vua nước Sở cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời này. Lúc đó vua nước Sở mới trả lời, nói hỏi anh như thế này: "Tại sao ma quỷ đâu có ai biết được nó như thế nào đâu mà anh lại nói dễ dễ, còn con người, chim, trời, cây, mây, nước, núi, đá, nước, sông, tất cả cái này nó quá dễ ở trước mặt chúng ta, tại sao nói là khó?" Thì lúc đó anh họa sĩ này mới trả lời rằng: "Tâu đại vương, vì con ma con quỷ không có ai biết nó như thế nào hết trơn, cho nên tôi muốn vẽ như thế nào tôi nói nó là con ma thì ai cãi tôi không? Có ai cãi không? Ai cãi rằng ma thế này, ma thế kia, ma thế nọ không? Không. Nhưng mà bây giờ nè, con người tôi vẽ cái lỗ mũi nè, tôi vẽ cái lỗ mũi mà như cái cục này, cái coi là con người nói liền á, có phải không? Hay là tôi vẽ cái miệng cái như cái này, cái là con người nói liền á, phải vậy không? Có nghĩa là gì sao? Vì con người ai cũng biết, ai cũng thấy, cho nên mình vẽ trật là người ta biết liền, có phải vậy không? Vì vậy cho nên ai biết ông Thượng Đế như thế nào, cho nên ai mà cãi được cái chuyện đó. Cho nên mặc tình người ta cứ tô hồng một ông Thượng Đế nào hoàn toàn không bao giờ có thật trên cuộc đời. Đó là tự vẽ vời
ban thưởng phạt ác, tự vẽ vời, hù dọa, đe dọa cái số phận của con người bằng những cái quan đường, và bắt người ta phải phó mặc tin những cái không thực tế, để rồi cuộc đời của người ta có thể là buông trôi với một lý do gì vô tích sự đó. Thì ở đây không chấp nhận quan điểm này. Hai nữa, chúng ta cứ xem định mạng chúng ta như là một cái sự quyết định của một ông trời. Ngoài Thượng Đế còn ông trời. Ông trời mang tính cách là ông trời quyết định thế này, ông trời quyết định thế kia. Vì vậy cho nên truyện Kiều mới có một câu là gì? Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đây là chỗ này hoàn toàn ảnh hưởng học thuyết của lão giáo, mang tính cách là hệ lụy đời này của chúng ta với một đấng thần thánh siêu nhiên nào đó. Chủ yếu người ta quy kết vô cái đó là ông trời. Nhưng mà các vị nào có nghe bài giảng thầy giảng ở tại Mỹ, đó là bài giảng là Thiên đàng và địa ngục, thì thầy có phân tích chư thiên, cõi trời, cuộc sống như thế nào cho các vị nghe rồi. Những vị chư thiên cũng là một chúng sinh có phước hơn chúng sinh cõi người, chứ không phải là người quyết định số phận của chúng ta. Nhớ là như vậy. Điều này dịp khác chúng ta bàn. Vì vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cứ phó mặc cho cái việc này, việc kia lệ thuộc bởi một đấng thần thánh nào để quyết định, thì ở đây chúng ta sống hơi tiêu cực. Chúng ta phải suy tư cái chỗ này. Dĩ nhiên khi chúng ta chấm tử vi, hay là chúng ta đi xem toán bối quẻ, những cái phỏng đoán của những người đó có một phần nó dính dáng cuộc đời chúng ta. Nhưng cái dính dáng đó nó không mang cái tính là quyết định số phận chúng ta vì những điều đó. Bởi vì người ta có thể thay đổi được. Cho nên ở đây các vị nào mà đọc trong những cái bói thì chúng ta thấy vậy. Ngày xưa tôi nhớ mấy câu như thế này, mấy câu kết là trong các cái sách số thường thế vậy. Số thì sống được tới 73 gì, thì làm phước thì sống đến 83 tường trần. Ví dụ vậy, tức là số này như vậy, sống như vậy, nhưng mà làm phước báo cái nó đến như vậy. Như vậy ở đây cái câu nào là ai quyết định để dời số mạng chúng ta? Trong đó cái gì quyết định dời số mạng chúng ta? Phước báo. Ở đây chúng ta nên nhớ kỹ, mà chúng ta không để ý chỗ này. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng cái đó là do số phận của một thượng đế thiên đường nào đó, một ông trời nào đó định đoạt chúng ta về những điều đó. Cho nên để tôi tại kể cho các vị nghe một câu chuyện như vui, nhưng mà nó là một cái điều các vị cần phải để ý. Đó là câu chuyện về cũng số mệnh. Ông này á, ổng là một ông nông dân nghèo. Ổng có một người bạn là thầy bói, xem tướng xem bói rất là giỏi. Cho nên hôm đó ông đến nhà người bạn chơi, thì ông người bạn thầy bói này mới nói với cái anh bạn này, nó là tôi xem cái tướng của anh á, cái vận số và tướng số anh á là nghèo suốt đời. Thì lúc đó cái anh này ảnh nghe ông này nói chuyện cũng bằng thừa, khỏi cần ông xem tôi cũng biết tôi nghèo suốt đời nữa. Tôi mà ngoài cũng ăn vậy, cuộc đời tôi vậy, ruộng nương vậy, sống với đồng ruộng vậy, tôi cũng cần thiết gì. Đời sống nghèo giàu đối tôi cũng bình thường, tôi chấp nhận như vậy rồi. Nhưng mà anh này lại có cái bản chất rất là tốt. Mặc dầu ông kia nói sao anh này cũng không để ý, nhưng mà một hôm anh này đi ruộng, trên đường đi ruộng thì tình cờ anh này thấy một sợi dây chuyền của một ai đã làm rớt. Thì anh ta mới thấy vậy, anh ta mới lượm đi, và anh ta mới nghĩ trong lòng rằng sợi dây chuyền này dứt khoát là của ai đó. Bây giờ họ làm rớt như thế này, mà nếu mà mình lượm mà mình đi chỗ khác á, thì lỡ người ta quay lại kiếm không có thì tội nghiệp người ta, khổ cho người ta. Cho nên á, anh mới quyết định anh kiếm một cái gốc cây gần đó, anh ngồi anh đợi, anh giữ sợi dây chuyền trong tay và anh đợi. Anh đợi một khoảng thời gian lâu, cái tự nhiên có một cô gái đi qua mà kiếm dòm dòm dưới đất á, vừa dòm và vừa khóc. Thì anh nông dân này anh mới nghi, và anh mới bước ra anh hỏi cô gái như thế này. Nó này cô làm cái gì mà cô khóc? Thì cô này nói là tôi rớt một sợi dây chuyền, đây là dây chuyền chồng cho đó, ngày hôn nhân mới có lắm hỏi gì đó, là chồng cho sợi dây chuyền, nhưng mà chẳng may mà tôi đeo đi ngang vậy tôi bị rớt. Nếu mà tôi không kiếm được sợi dây chuyền này chắc là tôi khổ sở với cha mẹ cả bên chồng lẫn bên tôi. Thì ông này ông mới nghe nói đúng quá rồi, ông mới móc trong túi ra, ông mới đưa hỏi cô là cái này có phải của cô không. Thì cô này mới mừng quá, nói dạ đúng rồi, cái này là của tôi. Và ông mới đưa cho cô này nhận lại.
Thì ông này bình thường thôi, chỉ làm một cái việc xem như là mình giúp một người làm một việc tốt. Thì ít hôm sau ông mới đến nhà có ông thầy bói á, ông đến chơi. Thì ông này biết xem tướng nữa, thì cũng đi chơi bình thường như hàng ngày, không nói gì. Cái hôm nay ông thầy bói giúp mình, nói y sao hôm nay tôi thấy anh có tướng làm quan. Ông này nè, ông nói chơi hoài ông. Bữa thì ông nói tôi nghèo suốt đời, bữa ông nói tôi làm quan. Ông nói không thiệt, tôi thấy anh có cái tướng làm quan. Thì cái việc này một thời gian sau nó có lý do là triều đình á mới đưa đến cái tin á là bầu chọn một cái người gương mẫu trong xóm để mà đưa lên để làm tuyển chọn làm quan. Thì anh này là cuộc đời chất phác, thật thà, hiền lương thế nào được mọi người ai cũng kính mến, cho nên tất cả mọi người đều bầu chọn anh làm quan. Câu chuyện này thực hư chưa xác định, nhưng mà tôi quyết định kể ra cho các vị với một cái ý để học tập trong này. Cái gì làm anh này thay đổi để trở nên tướng làm quan? Cái gì? Có phải do anh đi nhậu tối ngày nên trở làm quan không? Có không? Xin thưa các vị, chính việc làm tốt của anh đó nó đã làm cho anh chuyển nghiệp. Điều này quan trọng vô cùng, làm cho anh chuyển nghiệp để thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi vô cùng quan trọng chỗ này. Vì vậy cho nên trong một bản kinh, trong Trung Bộ Kinh, đó là một bản kinh là Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp, có nói về một cái đoạn để Đức Phật trả lời với một vị cư sĩ tên là Todisutta. Todisutta là một vị cư sĩ. Thì một hôm Đức Phật ngự ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Rồi á, anh này ảnh mới đi đến, ảnh quỳ và ảnh hỏi Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, theo con suy nghĩ không ra một cái việc như thế này. Hôm nay con muốn nhờ Đức Thế Tôn giúp giùm con một cái câu hỏi. Đức Thế Tôn nói: Anh cứ hỏi. Thì lúc đó vị cư sĩ Todisutta này mới hỏi Đức Phật một câu như thế này là: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà các loài chúng sinh có sự khác biệt nhau giữa ưu và liệt? Bạch Đức Thế Tôn, tại sao tất cả các loài chúng sinh đều sinh ra trên cuộc đời mà lại có người thọ mạng dài, có người thọ mạng yểu, có người giàu, có người nghèo? Cùng là một chúng sinh, tại sao có người thông minh, có người ngu đần? Cùng là một chúng sinh, tại sao có người quyền thế, có người lại không có quyền thế? Tại sao cùng là một chúng sinh, có người đẹp đẽ, có người lại xấu? Tại sao cùng là một chúng sinh, có người hạnh phúc, có người đau khổ? Một loạt những câu hỏi này với Đức Thế Tôn. Như vậy do nhân gì, do duyên gì mà tại sao các loài chúng sinh có một cái cuộc sống khác biệt nhau như thế? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời. Đức Phật nói: Này thanh niên Todisutta, tất cả chúng sinh trong cuộc đời này sở dĩ có sự khác biệt ưu liệt là do cái gì? Là do tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, tất cả chúng sinh là thừa tự của nghiệp, tất cả chúng sinh nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Do nghiệp này mà tất cả các chúng sinh có sự khác biệt nhau giữa ưu và liệt. Ở đây câu trả lời Đức Phật, và Đức Phật giải thích tiếp theo một tràng nữa trong Trung Bộ Kinh. Các vị nào nghiên cứu trong Trung Bộ Kinh, Kinh Phân Biệt, Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp, các vị sẽ đọc hết đoạn này. Ở đây tôi không trích hết đoạn này, tôi chỉ trích một đoạn trả lời của Đức Phật như vậy thôi. Như vậy là các vị thấy rất rõ sự khác biệt về số phận của con người. Tốt xấu giàu nghèo không phải do chúng ta tưởng tượng. Tốt xấu giàu nghèo, hạnh phúc an vui hay khổ đau không phải do thần thánh nào mà quyết định, mà do cái gì? Do cái gì? Do nghiệp lực của chúng ta đã tạo trong một đời đến nhiều đời để quyết định số phận của chúng ta. Các vị thấy đây là một điều rất rõ. Một người nghèo, nếu chúng ta nói rằng một đấng thượng đế nào đó có khả năng ban tặng hạnh phúc và quyền sanh sát trong tay, thì tôi đã từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng khác nhau rồi, nếu một Đức Phật, một Thượng Đế, một vị nào đó thần thánh có đủ khả năng để ban thưởng hạnh phúc giáng họa cho tất cả chúng ta, thì tôi cam đoan rằng trên cuộc đời này không có một con người nào đau khổ. Nhưng mà các vị thấy có đau khổ không?
Có không? Trong đây có ai từng đau khổ chưa? Xin thưa các vị, ở chỗ này chúng ta phải để ý rằng hạnh phúc đau khổ hoàn toàn lệ thuộc vào một phần rất lớn do quá khứ nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo trong một đời đến nhiều đời. Và nghiệp này chúng ta có khả năng cải tạo đó, cái đời sống của chúng ta có thể thay đổi được ít nhiều, giống như là cái anh hồi nãy. Khi ông thầy bói đầu tiên xem cái tướng ảnh là tướng nghèo suốt đời. Vậy mà ít hôm sau ảnh quay trở lại thì ông thầy bói lại xem anh là anh có cái tướng làm quan. Vì vậy nghèo hay làm quan nó lệ thuộc rất nhiều vào phẩm chất đạo đức và hạnh nghiệp của chúng ta đã tạo. Quá khứ một phần đã thúc đẩy cho chúng ta đến một cuộc sống hiện tại này. Và cuộc sống hiện tại này, nếu chúng ta tích cực thay đổi số phận mình bằng những quan niệm tích cực, chúng ta tiếp tục cải tạo để làm hạnh phúc cho chính cuộc đời của mình lâu dài nữa các vị. Các vị có khả năng ban tặng tất cả những điều mà các vị có. Và điều này các vị làm sao để biết cách ban tặng? Nhờ học Phật, chúng ta mới biết cách làm thế nào để ban tặng hạnh phúc cho chúng ta. Và nhờ học Phật cho nên chúng ta mới hiểu rằng nhân nào đưa đến một cái quả đau khổ và nhân nào đưa đến quả hạnh phúc, tức là tạo từ thiện nghiệp hay ác nghiệp của mình. Cho nên trong kinh tiểu, kinh phân biệt nghiệp, Đức Phật trả lời rất rõ, sự khác biệt của tất cả các chúng sinh là hoàn toàn dựa vào nghiệp. Cho nên ở đó nói là chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, vân vân. Như vậy tất cả các cái đó chúng ta thấy rằng chính chúng ta đã tạo ra tất cả. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, có nghĩa là chúng ta là chủ để tạo ra hành động tạo tác nào đó. Một hành động tạo tác có thể thiện, có thể ác trong một quá khứ thì đưa đến chúng ta có thể có một đời sống hạnh phúc hay là khổ đau trong hiện tại và tương lai. Một hành động đó chúng ta có thể tạo nên bất thiện thì đưa đến đau khổ. Vậy thôi. Tất cả những gì đó chúng ta mới quyết định gọi là chúng ta là chủ của nghiệp, là kẻ thừa tự, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thừa kế trọn vẹn những gì mà nghiệp chúng ta gieo. Chúng ta làm một hành động nào đó, chúng ta hoàn toàn chấp nhận một hành động này trọn vẹn mà không ai định đoạt trong cái hành động này cả, do tự tư duy của chúng ta quyết định, giống như nãy anh đó nói vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta là có khả năng quyết định tất cả, nhưng mà điều gì để giúp chúng ta thay đổi được? Chỉ có học Phật, có phương pháp của Đức Phật mới giúp chúng ta thay đổi được điều này. Điều này thay đổi như thế nào? Trong phần kết thúc bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tôi mang tinh thần gợi ý để các vị thấy. Như vậy số mạng của chúng ta, tất cả chúng ta, có người hỏi tôi rằng: thưa thầy, con người có số mạng không? Tôi nói có. Nhưng mà số mạng của Đức Phật, của Đạo Phật, học thuyết của Phật giáo đưa ra số mạng không mang tính cách là sự định đoạt của một thần thánh nào đó để đưa đến sự có mặt của chúng ta. Không có sự định đoạt của một thần thánh nào đó để đưa đến cái sự hạnh phúc đau khổ của chúng ta. Không có một sự định đoạt của thần thánh nào đưa đến sự đẹp xấu của chúng ta. Không có một thần thánh nào đưa đến sự giàu nghèo của chúng ta. Số mạng của chúng ta chỉ mang cái ý nghĩa hoàn toàn là tất cả những gì chúng ta đã tạo thì hôm nay chúng ta hoàn toàn là cái quả bị động từ một nhân tố chúng ta gieo ban đầu, từ một hạnh nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ. Và hôm nay có mặt trên cuộc đời hoàn toàn chúng ta lệ thuộc những gì chúng ta đã từng gieo trồng. Như vậy ai quyết định số phận này? Không có thượng đế thần thánh nào hết các vị. Cho nên tôi có đọc trong một cái quyển sách có viết một cái câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này đó là kể về cái lời hỏi của một con ốc sên. Ở đây các vị biết ốc sên không? Có người gọi là ốc gì á? Ốc ma, cái gì nữa? Ốc hương ha. Ốc hương, ốc sên, ốc ma. Mặc dù những tên gọi khác nhau nhưng mà nó cùng chỉ cho một loại ốc ha. Một con ốc mà bò theo vách tường mà các vị thấy nó hơi sọc sọc vàng vàng sậm sậm á, nó bò rồi nó để từng vết trên tường á. Xin thưa các vị, thì một hôm ốc sên con á mới hỏi ốc sên mẹ. Nói đây thưa mẹ ơi, tại sao dòng họ của mình sanh ra là từ thở nhỏ phải mang trên lưng mình một cái giỏ như thế này hả mẹ? Thì ốc mẹ mới trả lời rằng: này con, chúng ta là loài không có xương sống mà lại bò rất chậm lục. Vì vậy chúng ta cần phải có một chiếc giỏ cứng như thế này
để bảo vệ mạng sống của chúng ta. Thì ốc sên con nó mới nói với mẹ rằng, nó nói thưa mẹ, vậy chứ chị sâu rớm đó, chị cũng thuộc loài không có xương sống, nhưng mà tại sao chị không có mang cái vỏ để bảo vệ chị như chúng ta? Thì người mẹ ốc sên mới trả lời rằng, này con, chị sâu rớm sở dĩ chị không có cái chiếc vỏ như chúng ta là vì chị có khả năng hóa bướm. Nhờ chị hóa bướm cho nên bầu trời sẽ bảo vệ chị sâu rớm ấy. Vì vậy chị không cần đeo chiếc vỏ như chúng ta. Thì lúc đó cái con ốc sên con này nó chưa chịu thua đâu, nó mới hỏi tiếp nè, vậy mẹ, tại sao em dung là con trùng á, em dung ở trong đất á, nó cũng là loài không có xương sống, nhưng mà tại sao lại nó là không có đeo chiếc vỏ như chúng ta? Thì mẹ mới trả lời rằng, nói này con, sở dĩ em dung mà không có chiếc xương sống, nhưng mà em dung biết đào đất, cho nên mặt đất sẽ che chở cho em dung. Thì lúc đó đó, ốc sên con mới òa lên khóc, khóc quá trời luôn. Thì mẹ mới hỏi tại sao con lại khóc. Thế là mình bất hạnh thiệt, bầu trời không bảo vệ chúng ta, mặt đất không che chở chúng ta, vậy chúng ta phải sống như thế nào? Thì lúc đó cái người mẹ của ốc sên mới nói thì thế này, này con, bầu trời không che chở chúng ta, mặt đất không bảo vệ chúng ta, nhưng chính chúng ta để tìm cách làm như thế nào để tự bảo vệ lấy chính mình nhờ chiếc vỏ. Qua câu chuyện này tôi cảm thấy rằng loài người chúng ta học điều này rất là quý. Loài người sống trong cuộc đời này, thiên tai bão lụt hạn hán, tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời, xin thưa các vị, đừng nói là ông thần thánh nào tạo ra chuyện này cả. Quy luật của thiên nhiên, từ ngàn năm về trước, ngàn năm về sau, tất cả những cái thế này nó là một quy luật của cuộc đời. Tùy vào sự quyết định của số phận con người ở đây chúng ta, trong một cộng đồng, trong một cộng nghiệp của thế giới, do chúng sinh tạo nhiều ác nghiệp hay thiện nghiệp, mà thế giới tùy vào những việc đó có thể ít nhiều thay đổi với chúng ta. Xin thưa các vị, tôi kể câu chuyện này, tôi cũng xin lỗi với các vị sống trong các vùng miền khác nhau trên địa hình của chữ S. Lúc tôi ở Đại Tùng Lâm hơn 10 năm rồi, có một người đó, người miền Trung, họ nói như thế này, họ nói người miền Nam tu hành nhiều quá cho nên được ban tặng rất là nhiều phúc báo. Thì họ nói như thế này, nói là cái vùng miền của họ đó ít tu cho nên là trời đài kiếp đọa. Xin thưa các vị, tôi không dám xúc phạm đến những cái điều đó, nhưng mà chính người vùng đó nói như vậy. Họ nói là tại những vùng này thiếu tu cho nên cứ thiên tai bão lụt hạn hán xảy ra, mất mùa đủ thứ hoài, đã sống trong địa hình khắc nghiệt đau khổ mà lại càng đau khổ thêm. Xin thưa các vị, tôi cũng không biết, tôi không sống ở những vùng đó, tôi cũng chưa bao giờ sống như thế nào, tôi cũng chưa biết họ như thế nào. Nhưng tự những người đó nói như vậy, ở đây tôi thấy rằng chúng sinh trong một cộng đồng nó mang cái cộng nghiệp với nhau. Nếu trong một cộng đồng này rất nhiều người làm thiện phước thì tạo ra một cái duyên lành rất lớn để có một cuộc sống, hay là về bên cạnh môi trường bên ngoài rất là tốt đẹp. Đây là hoàn toàn có sự cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp nó có sự biệt nghiệp. Vì vậy ở đây tôi mới nói với các vị rằng, ở đây tất cả chúng ta sống trong một môi trường như thế này, chúng ta là những con ốc sên. Chúng ta phải tự tìm cách bảo vệ mình bằng tất cả những điều mà trong cuộc đời chúng ta có được. Đừng đợi chờ một đấng thần linh siêu nhiên nào bằng tưởng tượng. Xin thưa các vị, khó có điều đó xảy ra với cuộc đời của chúng ta lắm. Đừng bao giờ tưởng tượng như vậy. Chúng ta tưởng tượng như vậy, chúng ta trở nên huyền thoại đi. Cuộc đời chúng ta đau khổ, chúng ta cũng nói là Thượng Đế trừng phạt chúng ta. Chúng ta hạnh phúc, chúng ta nói là Thượng Đế ban tặng chúng ta. Xin thưa các vị, không có ông Thượng Đế nào can thiệp vào đau khổ hạnh phúc của chúng ta cả. Những gì chúng ta đã tự tạo trong cuộc đời, những gì chúng ta từng tích cực trong cuộc đời, những gì chúng ta từng làm phúc báo trong cuộc đời, cái đó nó tạo nên số phận của chính mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra người học Phật không mơ hồ và diễn tưởng cái chuyện này. Nếu người học Phật cứ dựa vào số mạng định mệnh là chúng ta buông trôi cuộc đời. Ví dụ bây giờ năm nay những người nào bị la hầu kế đô này kia kia nọ, cái nói là xui, phải không? Ở đây có ai sau cái la hầu kế đô không, đưa tay lên coi. Rồi có năm nay ai năm tuổi không, đưa tay lên coi.
Hai năm tuổi là thuộc vị gì? Tuổi Dần, rồi Kế Đô và La Hầu, đủ thứ. Xin thưa các vị, tôi đã từng nói với các vị rồi, cái gì đưa ra cái chuyện này? Nếu các vị đi vào phương Tây, các vị hỏi anh tuổi con gì, người ta trả lời sao? Có thằng Tây nào trả lời được câu đó không? Nó nói what are your animal, what are you animal, tức là anh con gì vậy? Nó nói mày khùng hả? Các vị chỉ hỏi được how old are you thôi, tức là bạn bao nhiêu tuổi. Nó nói cho các vị nó sẽ sanh năm nào. Ví dụ cái đó là một từ cấm kỵ hội tuổi phương Tây nha. Nhưng mà tôi thí dụ thôi, hồi nãy giờ chưa ai hỏi chuyện này. Nhưng các vị ra phương Tây, các vị hỏi là anh tuổi con gì thì người ta cảm thấy là mình khùng ha. Tại sao là tuổi con gì? Tôi con người sao hỏi tuổi con gì? Xin thưa các vị, con gì chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc thôi. Các vị có phải không? Tự nhiên sanh ra cái Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi Tu Lặn Cọp nè. Xin thưa các vị, không biết lý do gì thì nói chung là tôi xem như một nền văn hóa truyền thống. Các vị biết rằng mỗi một năm các vị là sau này sau kia, hạng này hạng kia, tuổi này tuổi kia. Các vị biết là biết bao nhiêu người trên cuộc đời này, nếu mà tính vào tuổi đó là biết bao nhiêu người không? Vậy là tất cả những người này là xui hết không? Xui hết không? Và những người nào không phải trong tuổi này là hên hết không? Các vị nào đưa quyết định cho tôi đi. Xin thưa các vị, là con người trong cộng đồng, hạnh phúc và đau khổ là những cái đan xen. Tuổi nào cũng có hạnh phúc và tuổi nào cũng có đau khổ. Tùy vào nhân duyên phước báo của con người mà tạo cho chúng ta có những hạnh phúc và đau khổ khác nhau. Như bài kinh Phân Biệt Nghiệp mà Đức Phật vừa nói, chúng ta tuổi gì chúng ta nghĩ cả thế giới này tuổi như chúng ta. Tôi từng hỏi với các vị rằng ông vua là tuổi gì đó, các vị biết một năm đó có bao nhiêu người để sanh ra cái tuổi của ông không? Mà được bao nhiêu người làm vua? Mấy người? Một người. Vậy bao nhiêu người còn lại thì sao? Như vậy bây giờ nói ông vua ông sanh ra tuổi Dần tuổi Mẹo vậy ông làm vua, vậy hàng khối người tuổi Dần là sao ông làm vua? Xin thưa các vị, đây là một điều trớ trêu mà chúng ta chưa suy nghĩ. Cho nên ở đây các vị đừng có nói là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi cái gì hết trơn trọi á. Tuổi nào cũng hên mà tuổi nào cũng xui cả. Nếu làm việc xui thì nó xui. Các vị thử tuổi nào đi hên, đi ra bán hơi của im đi. Xin thưa các vị, chúng ta đừng có bao giờ quá quan trọng chuyện đó. Có con gì để chơi thôi đó. Ví dụ một nền văn hóa tôn trọng duy trì, hỏi như vậy để chơi, để cảm thấy rằng nó là cái tôn trọng, một di sản của cha ông nhiều đời để lại. Nhưng để xác định lấy cái điều đó để chỉ cho cái quyết định cuộc đời hên xui tốt xấu này của chúng ta thì không có gì làm cơ sở hết các vị. Cho nên người học Phật phải dựa vào cái gì? Dựa vào cái đạo đức, dựa vào phước báo, dựa vào nghiệp lực, dựa vào nhân quả. Tất cả những cái này chúng ta có quyền để nghĩ và chúng ta biết được chúng ta như thế nào trong hiện tại và mai sau. Chúng ta dựa vào những thực tế của mình, chúng ta hoàn toàn chúng ta có một cái khái niệm về một con người quá khứ của chúng ta như thế nào. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Điều này tôi đã giải quyết với tất cả các vị qua quá nhiều bài giảng về học thuyết nghiệp và nhân quả rồi. Ở đây hôm nay không nhằm lặp lại cái điều này, mà tôi muốn lý giải một số điều xung quanh nó liên quan đến cái mà các vị gọi là số mạng, hay là cái mà các vị gọi là số phận. Tất cả những điều này các vị phải nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta là một người học Phật thì phải có một chánh kiến chỗ này. Ở đây có ai đầu năm vừa rồi đi cúng sao không? À các vị, tôi không có bài bác chuyện này, nhưng mà tôi cho nó là một nền tín ngưỡng. Tín ngưỡng ngoài Phật giáo. Tín ngưỡng này nó không phải trong Phật giáo. Sao hạng này không có nằm trong Phật giáo. Sao hạng này hoàn toàn lệ thuộc vào các học thuyết về các nhà chiêm tinh của Trung Quốc, từ một văn hóa hoàn toàn của Trung Quốc, của các đạo gia. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái điều đó, ai cúng thì cứ cúng, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng
Không phải do chúng ta cúng điều đó, hay là không phải chúng ta dựa vào điều đó để quyết định cuộc đời của mình đâu. Cho nên ở đây, khi các vị học Phật phải có chánh kiến chỗ này để chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta một nghe một điều xui cái tự nhiên chúng ta buồn thiểu não, chúng ta nghe một điều hên để chúng ta coi như là chúng ta cởi mở và hân hoan. Như vậy có phải do những điều đó để quyết định hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà chính cái quan điểm tích cực và tiêu cực nhất thời của các vị rất có thể tạo ra những vô số điều sau đó, vô số điều bất lợi do cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ở điều này các vị phải tư duy, phải cho đúng.